Chào các bác nhá. Đấy sẽ là trận sắn khe la đầu tiên trong năm 2023 của mình. Anh Hào vừa từ Thái Nguyên phi vào và bây giờ hai anh em đang soạn đồ xét đồ để chuẩn bị phi lên khe la. Trận này thì anh Hào sẽ đánh lục với quần du mình vừa lấy anh Hào đây, quần này quần số 5. Quần du dích luôn cho khỏe. Còn mình sẽ đánh đai. Mấy anh em vừa vào đến đây, điểm này là có rất là nhiều ốc bươu vàng thì bắt một ít cái loại ốc bươu vàng bằng ngón tay này này. Xong rồi mang vào để cấu luôn nhá. Sắp sắp này. Đảng rộng. Đây này, nồi đây đây này. Loại này anh móc vào. Đây này, hai con này là cấu ok này. Hai con này tầm mấy điểm. Đây còn dịa đấy nữa. Đây này. Ố, chưởng này nhiều phết đấy. Ở dưới này này em ơi. Nhìn dưới sâu lắm, lộn. Đây này. Đây này. Biết đâu móc mấy con bư bư hai khùng rồi đớp đi chứ. Đẹp này, tầm này đẹp này. Ừ, tầm này nó đẹp này. Tầm này đẹp này. Biêu không nhỉ? Có thì mít ốc biêu này đánh hiệu quả cao lắm cơ. Ông hòa đang mò ốc này cơ. Ốc nhà hiệu quả lắm rồi. Đấy. Rồi về ốc biêu vàng thì hôm nay số 1 luôn. Nhiều lắm. Thiên đường ốc biếu này khiếp chí chít luôn, nhiều gớm, kiểu đoàn này sái nó to quá này, con sái bự không khiếp khiếp kinh khủng. Nhìn ốc bươu vàng đẻ quá này. Dây pin luôn. Khu vực này, ở dưới này này. Cứ rơ là có ốc, chạm tay là có ốc rồi. Đó. Nhiều rồi cứ mất đó. Thầy chó đôi con bư bư này vào. Lỡ mà lúc mới thấy. Thầy con đen khủng vào là móc con bư này luôn. Tiếng chạy xe thì bây giờ mình đã đến điểm cấu rồi. Thế là ba anh em di chuyển ra cái đảo bên kia. Ở bên đảo đó đánh 2-3 ngày luôn các bác nhé. Sai to thì chưa biết, còn sai nhỏ sai khoảng 15-20 này giống như bắt được những từ vân tay. Anh Hào chắc vẫn chưa tưởng tượng được địa hình ở đấy đúng không? Chưa, anh chưa cảm nhận được mà. Thấy bảo thì là một cái ngôi làng chìm dưới này mình cảm nhận được là nó rất chi là tiềm ẩn. Không phải là cái làng nằm ở góc mô cả mà là cả cái đập này luôn, nguyên cái đập là làng rải rác từ đầu đến cuối luôn. Anh nhớ không, ngày xưa giống kiểu làng người ta đến ven khe ven suối sống chính sống á, thế chằn một phát là coi như ngập hết, khe suối ngập hết lên là đấy mình mông ấy, rất chi là tiềm ẩn đấy. Má mì những gọc này là để làm sao giữ được đúng không? Ở đấy không phải là đối với gọc như này đâu mà ở dưới đáy như thế này này, anh bổ lưỡi ra anh biết thằng kìn rồi á. Hôm nay em nhổ vào gốc lên luôn. Thằng kìn ở dưới luôn nên là cũng không biết là lấy ổ điểm nào là chuẩn đâu, không biết được chỉ xác đâu. Mạnh thì tốc độ ướt hết sạch đi buồn ra màn thật. Lưu cái dây này ra. Lên lên này chứ em ơi. Lô lô lên tí. Rồi. Ủa. Này. Vừa đã đến này em mình bắt đầu ra cân luôn. Cũng háo hức lắm đó. Lâu lắm rồi mới trở lại khai la. Tất cả nắm rồi đó. Đây là tiền hành ủ ốc rồi phá thôi.
Ngay đâu mỗi ổ cái chục cân đó. Không nhiều. Con cái thí dụ cho bác nhé. Được đèo lên cho anh. Anh Hào đang ổ. Mình thì mình cùng chơi. Nhìn này. Một nắp à. Một nắp à. Con ốc có được đường màu. Hai nắp. Đấy, thế thôi. Một tít. Ốc sau khi ủ khoảng 1 tiếng rồi, bây giờ mình bắt đầu ra xả ổ nhá. Vẫn cái bài lót hạt xả dưới, xong rồi bắt đầu lót ốc ở trên. Đấy khoảng 5-6 cân ốc, đánh nhiều ốc hơn bình thường tí. Trước một túi hạt xả nhé. Con trái xuống lót ổ trước. Mình với anh Hào vừa ra đây. Ô, tắm đấy. Ở đây đen ơi. Hai anh em đi kiểm lương thực buổi chiều các bác ạ. Chiều nay là chạy quanh quanh đây cũng khó dẫn. Khó dẫn để kiểm ít quả trứng gà. Hoặc là để chúng ta đi kiểm có gì ăn nữa. Con vào cái áo đây lấy mấy cái môi mình hay câu á. Thể lấy vài con rố. Ở đấy có bùi nửa này. Đây chặt cái nửa này làm cần câu luôn. Phù hợp phết ạ. Gầy rỗ thì mấy cái nửa này là vô địch rồi. Đập hạt xả cho nhanh. Đập ra xong rồi trộn cho thịt cậu rô. Nó mừng lại. Chưa cả chưa vỡ ổ. Nhiều lắm. Mà to cực luôn này. Này chứ cậu mỏ quá bác ạ. Ê anh Hào, chúng mỏ đi. Đi. Đằng nào anh em mình cắn mỏ. Cùng đòi thôi. Nhiều chai chai lắm. Nước nóng quá cả không ăn nữa bác. Chuyển phương ạ. Anh không? Cho xem thanh quả. Bây giờ bắt đi. Anh em mình phải tự túc thôi, không thì thiếu vitamin là không trụ được đâu. Anh em phải tự túc hết các bạn. Chứ không nhờ vào ai hết. Vào đấy ít đồ ăn lắm.
Ở đấy cũng xa chơi nữa. Anh phát huy năng lực đi. Đây, đang cố mồi. Ui, cá to ra đây. Đây, đâu? Đây, đâu? Đây. Có thấy đâu? Đây. Trai kể à? Không, không phải cá kể, trai kể đâu. Trai thật đây thấy. Này cầm đi để bắt cá đấy, này như mình thả một tay lưới rồi. Đi, đi sao ra đấy, ra anh thấy gờ cả chứ, em cầm máy anh gờ cả chứ. Đấy tầm lên, tầm lên mà cây tầm như lên đó, đó tầm đó 60 cân, 72 cân. Đây này, đây có một con của cái này. Cái này có không biết chứ con. Đây là bọn lưới tặng. Ủa con cái nịt. Rách ơi. Rách hả? Đâu? Đâu? Đây 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 có người gì nữa. Anh đi thăm đấy em bầm mày chứ. Đâu? Lừa nhau. Này con gỗ to lắm. Thế em làm nó tạo ra rồi. Không em vần thêm mấy phong nữa. Đấy á. Lừa cái gì đấy? Cả thắt lát gì? Cả thắt lát. Thắt lát nhiều chí. Kéo ra. Ui lừa con tí cái tí nữa thôi. Sắp tuột rồi. Lừa thử lừa thử. Ăn luôn ăn luôn ăn luôn. Lừa thử. Cầm cầm ra thuyền. Cầm cho được. Cầm cho được. Cầm để tay luôn đi. Đấy một con nữa. Ui ui, cái lá bà nhàn từng đỉa. Từ trái mì ơi. Từ đây này, nó đang sinh thịt đây. Con to mà. Đấy 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 đấy, đấy. Ui, con to luôn. Anh chưa nhìn con cá này bao giờ đâu. À, cứ bé nè, chưa nhìn con này bao giờ. Con thắt lát. Rút 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 mà. Có lương thực rồi. Có lương thực rồi. Đâu rồi. Từ từ. Đâu đây này, nó khịt 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 này. Không biết được anh. Con. Cứ, đây vẫn con, vẫn con. Con. Đây chú chim chim này. Đây này. Chú chim chim. Đây đâu, đây đâu. Đây đâu. Ý, loài đẻ đi mình chứ. Có, mình chứ. Lương thực. Ôi đấy. Trời ơi. Để nó ngoài đó. Đấy, đấy, đấy. Đấy vô. Ui. Con chú cắt cà rốt con. Phương ăn bê không thành, Phương A không thành, đã chết chết Phương ăn bê, cái mồm ngon chưa? Y như một hòa là cá. Cá đấy, đây là hai đại sứ đến từ Việt Nam. Đây quá, đây quá, đây có hả? Cô hả? Em thấy gì chưa? Ôi, tuột, tuột, ôi, to, to, thả, 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 dòng đi, dòng. Ôi, nó chui qua bẹn không giữ được. Thầy, thầy, nó chú có biện rồi, con này to lắm. Đại sư ơi, không biết trong cá. Ui, 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 đó. Ui, con chú, con chú, con chú, con chú, con chú. Ui, 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 đại sư. Ôi, trời ơi, còn cái nịt. Đã bảo rồi, cần từ từ lại cần. Em đã làm gì đâu, con quấn người rồi. Ôi, trời ơi, mất rồi. Đâu rồi? Đâu rồi? Mon được đồng trai đấy các bác. Sao mai có được nơi chảo. Ôi, ở đây con rắn các bác ạ. Nhìn sờ chưa? Nhìn rất là lăn. Khùn lắm, đi ra rồi. Làm mắt chào sáng ngồi ôm cân. Mời các bác. Ngọt lắm.
sáng khơi la sóng núi sóng biển, thời tiết thay đổi đột ngột các bác. Thằng này dự kiến chắc là không đánh nữa, ngày hôm nay là có những bỏ nhá. Vẫn còn đấy. Ở trong này. Mạnh nhấc cái cân đấy. Nhấc cân lục đấy. Vừa nãy em đã cởi vứt luôn. Gọc đấy mà. Tú ơi. Xong rồi em vào đây em vít cước. Gọc. Xuống nước đi, không cháy tay. Đen rồi. Ôi, ăn mồm rồi. Ai nói câu đai khi nào lên được đen à? Ai nói đen như đen to không bắt họ. Bị tịt chưa? Đen khi nào các bác nhá. Đúng là trái chứa khủng lắm, nhưng mà là cắt mỏ thôi. Cắt mỏ khi nào lùm tròn con ốc có mồm luôn đó. Ôi nèm đã phát bực luôn. Đang gọi điện cho vợ cho bố. Đồ ăn trưa đây chứ đâu nữa anh. Con ý bởi vì buổi trưa không có đồ ăn. Đấy là một cái thịt. Đây. Đây là buổi trưa của anh em mình. Hôm qua con bự hơn thì thả, nhưng mà như con này là bắt buộc. Không có phương ăn phủ đâu anh Hào. Ok. Rồi, thịt. Ôi ăn mồm rồi. Ai nói câu đai khi nào không lên được đấy à? Ai nói đen đi, đen to không bắt họ. Đi tịt chưa? Đen khi nào các bác nhá. Đúng trái chưa khủng lắm, nhưng mà là cắt mỏ thôi. Cắt mỏ khi nào lùm tròn con ốc có mồm luôn đó. Ôi nèm đã phát bứt luôn. Đang gọi điện cho vợ cho bố. Như ngày trưa là không có đồ ăn đâu. Không có phương ăn phủ đâu anh Hào. Tranh thủ ăn cơm trước. Mọi người ơi, anh Hào đang nghe điện thoại bán hàng.
cái bùng cầm đến nữa các bác. Không thịt ăn được rồi. Cả học tính tiểu học. Học mầm nón nhé. Học sinh nhưng mà bây giờ 1 giờ rồi là học sinh ngon hết. Học sinh mầm nón. Cũng ở đây quá như theo kiểu có chị ăn ở các bác. Nếu phải đi quán ý. Đâu được cả anh cả. Cái này đi quán lắm. Tránh thủ ăn trước khi anh Hào ăn. Làm cái cục mơ trầm đen các bác. Đẹp lắm. Ở dưới quê bọn em gọi view này là view triệu đô. Sau những giờ câu cá mệt mỏi thì hai anh em đang thư giãn ở dưới nước. View triệu đô đấy. Triệu đô không quát. Vô. Mình vừa gom được 4 cái trái này. 1, 2, 3, 4. Giờ mình sẽ chế 4 cái trái này thành dụng cụ bắt cá nhá, để kiếm bữa trưa. Hợp lý phết á. Đây, mình sẽ khoét ở tầm này. Khoét tầm này. Gấp lại, cắt này. Một đường này. Hai đường này. Ba đường này. Bốn đường này. Đó, các bác thấy hoa đấy không? Cái này là đây, bắt đầu bè gập vào một tí. Đấy. Cá sẽ chui vào mà khó ra. Chui vào thì dễ mà chui ra thì khó. Được chưa? Mình sẽ làm một lô bên này nữa, xong rồi cho mồi vào trong này. Đây là một cái bẫy rất là đơn giản và khá là hiệu quả để mà bắt cá nhỏ nhé. Cá to thì mình không nói, nhưng mà cá nhỏ là khá hiệu quả. Con trái nhỏ, con nới gọi là con trục trục, nhiều tên lắm. Con này đập dập ra làm mồi nhé. Biết đâu bắt được cả lớn. Cho nước vào đây này. Lúc đặt bẫy các bác chỉ việc cầm xuống là được. Đó. Cá này nhiều mà khó bắt bằng tay lắm. Cứ phải đặt bẫy thôi. Đây các bác nhìn này, bồi thú chưa? Đây là mới có một trái đấy nhá. Một trái này gần cả chục con cá nhỏ đóng rồi. Đi tìm nhá. Ôi ra mất con rồi. Tiện anh đi thu bẫy. Ui. Cái này nhiều lắm, cái này phải 20 con. Đây. Anh Hào này, đây luôn. Bẫy bên đây nhiều hơn. Tiếp tục thu bẫy. Bẫy này được ít hơn, được 3 con thôi. Tạm ổn. Tạm ổn. Sáu bảy. Ê. Cái bầy này phát huy tác dụng. Đây cái bầy luôn.
tiếp tục ủ ốc để bôi thêm ốc vào ổ đai các bác ạ. Đánh đai thì vẫn cứ lót hạt xả xong rồi lót ốc vào thôi. Mình không chắc là sẽ dù được sái to đâu, còn sái nhỏ thì xả khoảng 2-3 tiếng là bắt đầu thấy cả trầm đen tự nhiên vào rồi. Cái loại sái khoảng từ 5 đến 10 cân á, còn loại trên 10 cân thì chưa thấy. Nói chung là đến thời điểm hiện tại thì mình thấy cái hạt xả này đánh khá là hiệu quả, cả dịch vụ cả tự nhiên luôn. Cái con ốc lửa này vỏ mềm cực kỳ luôn, cái bác móc vào vỏ này móc nhẹ phát là xuyên luôn. Con loài này là đánh đai là siêu đỉnh luôn, sái nó con to này chứ, quá tuyệt vời con ốc này. Mình đang đẩy cân 7.2 m, trục 15 m, đang ra mồi hơi loang loáng, ném ra trước xong mới bổ sau. Chạy nó đi. Đây mà to đấy. Chạy nó đi. To đấy mà ơi, to đấy. Hang 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 hang. To lắm. Ui. Ui khỏe lắm. Hàng rồi. Kìa, đầu cân kìa. To lắm hả? Ừ, to đấy, không phải bé đâu, điên xì. Rồi, anh thả đi, anh thả đi. Nó giết như thế, giết như thế mà. Thế em thấy khác mà. Con này to chưa? Ấy. Không, như con này 10, này, con này 14, 15 cân ấy. Ấy. Vào vào đốt. Dạ. Nó xa cho gớt mặt anh em ơi. Mới bổ mấy ông cực đâu. Ủa mà. Này. Mẹ mày. Như nổi nổi hết da gà da đầu. Này quái lớn mày. Thả lên. Cái đầu bên kia nhé, hướng bên kia đó, cho nó đi. Quay cả mặt anh nhá. Rồi. Ok. Con này chưa đạt tiêu chuẩn, chạy thì khỏe đó. Thả các bác nhá. Thả đi. Thả đấy, ra đấy. Rồi gì cũng ăn gầy đó. Nhưng mà con ấy giật sườn tay thật. Mục đích lần này mình lấy cái la là test cái hạt xả để đánh ngoài tự nhiên xem nó có ổn không. Thì cũng coi như là tạm ổn rồi các bạn nhé. Cũng bắt được mấy con trầm đen tự nhiên rồi. Còn cái mong muốn lớn nhất của em vẫn là đánh lục và chinh phục những con cá khủng
size 3X, 4X, thậm chí 5, 6, 7X của Khayla. Địa hình ở đấy thì cực kỳ khó rồi, năm nào gần như năm nào em đánh em cũng chạm. Em là người chạm được hàng Khayla nhiều nhất nhưng mà không hề có duyên với Khayla luôn. Thử xem năm nay có may mắn không. Đến với Khayla bắt bao nhiêu cả Khayla thì hôm nay mình sẽ thả bu cả trầm đén nhỏ vào Khayla nhé. Đấy, cả giống rồi. Sự bọn đấy là cháu là thủy quả hết. Chất lượng. Thủy quả đấy rồi. Điện kịp đi em này. Điện kịp đi theo bay rồi. Đi theo bay này. Cảm ơn đấy. Lên tay nó mày. Vào ô lông nhớ vào theo bay nữa. Mày ấy. Mày lắm. Rắn 12. Bay tiêu 220. À quên. Mấy nắm 560 này nhấn này. 12. 6720. 6 triệu 7 nhá. Ok, tổng là 6 triệu 7 các bác nhá. Hai anh em vừa đi thả cá về các bác ạ. Tổng là hết 6 triệu 720 mà họ lấy có 6 triệu 7. Nói chung là vừa chơi vừa giữ sân chơi các bác nhá. Bắt to thả nhỏ mà chưa được con to một cái. Vẫn mòm. Tình hình là câu đai coi như là xong nhiệm vụ rồi các bác. Bây giờ hai anh em tập trung chỉ đánh lục thôi. Nuôi một ô lục thôi. Đánh 5-7 ngày, 1 tuần, 2 tuần. Nói chung là cố gắng đánh lâu nhất có thể để chạm được con hàng khủng của Khayla. Thất hứa với Khayla lâu lắm á, lơ hèn với Khayla lâu lắm á. Nói về săn hang thì câu lục vẫn cứ lợi thế hơn câu đai rất là nhiều. Đi săn những con hang khủng, câu đai bây giờ thú vào hết các bác. Anh em sẽ tập trung đánh lục thôi nhá. Năm 2022 thì mình và anh Hao đã xong cả cái trận ở đập Tây Nguyên. Trận đó cũng khá là thành công, chạm được một con 27 cân. Năm nay là hai anh em gặp lại và cùng đi đánh trận đầu tiên của năm 2023. Hy vọng là lịch sử lặp lại nhé. Đánh Khayla, Khayla thì không có 2 mấy đâu, cứ 3 mấy đô lên. Còn mấy cái loài mà nhỏ nhỏ mình câu đai mình bắt được đó là cái lửa cá mà từ tay mình thả năm ngoái mấy trăm con rồi, cả chủ hồ thả mấy trăm con nữa. Thì bây giờ nó lên được khoảng 5, 6, 7, 8, 10 cân. Con nó to thì 15 cân thôi. Bây giờ mà đóng cả, anh mà đóng được cả là em nhau nhé. Chốt. Ok. Đừng có đến lúc đóng cả là tránh nhông luôn là thôi nè. Là hủy hợp đồng à. Kết hợp thành công các bác em. À, hai anh em sẽ kết hợp. Bây giờ cứ một người đánh là một người dòng nhá. Ok. Chốt. Chốt. Ngay thứ 5 ở Khayla. Đợt này bọn em chọn được một cái mỏm đất để nuôi ổ rất là đẹp, bài càn, đáy sạch, cực kỳ thích hợp nuôi ổ mùa hè. Nhìn từ trên cao xuống thì các bác có thể thấy một cái bài chim. Đấy chính là điểm vàng để nuôi ổ trầm đen. Lót hạt sả hôm trước các bác nhé. Nói chung có hạt sả xuống ấy dự kiến khoảng thời gian đầu là giật chảy nách. Đồ một bên tại vì có đồi lưu các bác. Nhiều bác sẽ tò mò là tại sao đánh tự nhiên là đánh hạt sả. Thì thực ra cái hạt sả này để dù cá thôi, chứ còn không phải là mục đích cho con cá ăn đâu. Khi mà đổ hạt sả xuống á thì cả con sẽ vào ăn và mùi của hạt sả này lan tỏa sẽ dần dù con trầm đen đến. Và lúc đó trầm đen đến là để ăn con ốc chứ không phải ăn hạt sả các bác nhá. Anh có nghe tiếng đập cười không? Anh nghe thấy từ tối hôm qua rồi. Thật luôn. Thử chất lắm. Thử chất mặt anh mùi thần tỉ. Hay là đi ăn cửa đi. Chốt đi. Anh có tiền không? Anh còn 120 tiền mặt. Cái gì từ bỏ phong bì không vào cửa ăn bình thường. Tí nữa xuống rửa bát các kiểu bưng bế. Được. Ok nhá. Ok. Đích mặt ra đấy. Theo kéo nhá. Đi ăn cửa cho có chất các bác ạ. Đói lắm. Bữa dư đói lắm. Chỉ chưa 30 rồi chứ chỉ chưa 20 rồi. Cả gấu phát ra vào luôn. Mình phải lịch sử thì chứ. Thank you.
Rồi, không mở, không mở em ơi. Có đấy. Thôi. Trời lại mong trời. Anh có tin nổ linh không? Nổ tiếp á? Nổ tiếp. Mong mong. Nổ. Nổ linh nè. Trận này là một trong những trận mà vá hàng nhiều nhất từ trước giờ em đánh các bác ạ. Nhưng mà không ổn nữa lắm. Ngày trước là cứ nghĩ đến lính 16 là kinh khủng lắm rồi. Nhưng mà các bác thấy đó, đến lính 16 mà anh em đánh đứt ngang hết. Đứt ngang chứ không phải đứt mũi buộc đâu nhá. Đây là bây giờ thay đổi phương án. Bây giờ em sẽ vào buộc lại toàn bộ đô, không đánh theo kiểu cũ nữa. Đánh từ lính 14, 16 lên đến 18 mà còn đứt ngang. Bây giờ không đánh phương án cũ nữa anh em ạ. Tật xét lại đồ, chuyển phương án khác hết. Đây này, bây giờ mình sẽ buộc bằng cái số 8 này này. Em không đánh khóa lính nữa, mà em đánh theo kiểu xét kiểu đai, buộc trực tiếp vào. Đánh thẳng luôn. Đánh thẳng, xấu lười vào. Đúng, chỉ có kiểu đó mới uy tín được. Chứ cá vào này xong không bắt con được. Mất như này không ổn. Sáng như mất bao nhiêu con rồi. Chả bà nổ hết cả bà. 14 lên 14, 16 lên 18 vẫn nổ đi. Chịu à. Anh để rằng em buộc cho uy tín. Mình thì kinh nghiệm không nhiều hơn anh Hào, nhưng mà mình bị đứt ở khai là nhiều hơn anh Hào. Nên là mình rõ cái con cá đấy. Đây, cắt đi. Con cá đấy đánh đến lính 20 cùng cứ đứt thôi. Bây giờ sợi này là sợi sợi này sợi khoảng bao nhiêu? 22 hoặc 24,40. Bây giờ mình sẽ đánh bằng sợi miền này. Đúng to bằng đúng sợi miền luôn. Lưỡi 18 đấy. Chuyển không đánh 15 nữa mà chuyển sang lưỡi 18. Bây giờ đánh đô này chỉ có ngoác lưỡi thôi. Thế con không có chuyển đứt. Anh có chống lật không? Chống lật đó. Quá. Một nút này thì phải có chống lật chứ không. Luôn. À rồi. Những sót ruột lắm, tha không chạm thì thôi mà chạm thì đứt liên tục rồi bắt đầu sót ruột lắm. Giờ đánh đến cái giấy này mà đứt nữa thì cũng thua luôn. Nhưng mà vẫn phải test anh Hào. Giấy to thì to nhá, lồi mũi buộc nó vẫn có nhá. Không thể đứt được. Đấy này, phải kiểu như này này. Nhưng mà nút này anh Hào quay sát vào mày. Xu đâu cái đoạn này anh tuốt cái đoạn cứ cái xuống không ảnh hưởng gì đâu mà. Nhưng mà nón này cũng phải test này. Xấu trực tiếp vào luôn, mình không hiểu khóa lính khóa liếc chơi sổ tạp bự đấy, như đánh đài luôn. Như đánh đài luôn đấy, cho hết quá đấy. Sang phàng lưỡi 18 này, phàng cử này mà còn đứt rồi thì cái này thì không có cửa đâu, không có cửa cho cả chỉ có đứt chục thôi, nát cái mày anh ạ. Thử nát cũng được thật, rớt lô. Sẽ tèo lá rớt lô.
Ôi, các bạn này. Nhìn lưng trục thấy uy tín chưa? 18 nha. Mà ở ngoài xá thì lại khỏe. Nó chịu được sốc. Rồi đó. Đấy. Được chưa? Uy tín nhá. Bây giờ mà đứt thì tại số phần thôi, chứ con test được các thử sóng với cả thôi. Anh Hào thấy con gáo gà nha ở rừng chỉ vừa cấy hết không? Phải là con gà đấy. Con gà phải là con gà. Chi không biết. Không phải con chim ngoan được đâu. Thôi anh ấy. Ra nhà mà rừng là biết rồi. Thôi. Anh đừng đi tiền nữa, anh đừng đi tiền nữa. Hẳn sáu bụi cấy á. Đây. Nét lắm. Nét lắm, sát bơ á. Ôi, hắn chạy nhanh lắm. À. Đạp vào trong hoàng cho đây. Anh đạp. Không được, chắc lắm. Rồi. Ui, vừa ăn ga luôn. Bây giờ mình sẽ cho gà vào trong ổng này nấu. Chắc là ngon á. Rắc kinh tỷ là tránh đi. Thôi phải nói. Gà này là gà nha nhưng mà hẳn ở rừng. Ông này mới được đấy mà. Ông cô à. Được em, hay lát được. Con gà nha khi này bắt ở trên rừng đây các bác. Thử luôn anh không? Còn mình lao nạc nạc á, răng anh yếu lắm. Không, anh xem mình cắn nha. Gà anh khi ăn cánh nhất để mình cánh. Thơm mùi tre lắm. Nấu nóng ổng tre quá. Thơm mùi tre lắm. Cánh dài hết. Giòn tan. Chất lượng không? Khoảnh nhất là quả gán. Anh có làm nữa không? Anh nửa không được, nếu em vô anh. Đây. Em vô anh phần to này. Cảm ơn nhé. Đây các bạn. Hòa nhường em phần to này. Ê.
Thơm lắm. Tức rồi. Chớm toàn than không là than. Rồi, dạ. Rồi. Đóng rồi Hoa ơi. Hoa ơi, đóng rồi. Em ơi. Đóng rồi. Anh. Đừng có nhà mày. Quả lại đi. Quả lại. Đừng có nhà. Đừng có nhà. Tao quả đi. Ông ơi. Thôi. Quả căng quá. Quả vừa thôi. Ta bảo để nó chiều một tí. Chiều cái gì? Hẳn ra cuốn gốc mới đứt ở ngoài chứ phải đứt trong đâu. Nhưng không giữ được. Nhưng mà anh để cái phát đâu hẳn chảy xá quá. Ôi trời ơi, không phải nhỏ đâu Hòa ơi, nhìn này đẹp quá. Đừng có vẩy lên vô. Mồm. Năm ngày thất bại tham hại các bác ạ. Hy vọng là ngày thứ 6, thứ 7 thì tinh thể xoay chuyển. Em lơ hèn với Khela 3 năm rồi. 3 năm nay chưa bắt được con nó khủng ở đấy cả. Chơi nhá, chờ kết quả các bác nhá. Đóng rồi Hoa ơi. Hoa ơi, đóng rồi. Em ơi. Đóng rồi anh. Đừng có nhà mày. Quả lại đi. Quả lại. Đừng có nhà. Đừng có nhà. Tao quả đi. Ông ơi. Thôi. Quả căng quá. Quả vừa thôi. Ta bảo để nó chiều một tí. Chiều cái gì? Hẳn ra cuốn gốc mới đứt ở ngoài chứ phải đứt trong đâu. Nhưng không giữ được. Nhưng mà anh để cái phát đâu hẳn chảy xá quá. Đừng có xả em ơi, đừng xả máy. Phải xả một tí. Đừng xả máy. Ôi. Đã bảo đừng có xả lại còn. Anh đi mà đánh. Chịp. Thôi, đằng nào anh ấy cũng mới ổ 6-7 ngay thôi. Bây giờ mà nói bỏ về thì tiếc. Chịp lắm. Nhưng mà mày cục tính. Cục đó là lúc đó cục thôi, còn bình thường còn tươi mà. Biết là tươi nhưng mà thi thoảng này, anh em bao hôm thế rồi thì cục tính động ai cục tính. Nặng ấy, anh nói thức đêm thức hôm bao nhiêu ngày xong rồi nặng cả trưa. Người cấu. Anh em đã bảo đánh một tem rồi, động ai cục tính. Thôi giờ mày tiếp. Cười chứ chẳng lẽ. Để tiếp chứ em giật là anh dòng nhá. Ok. Em giật được là em đưa anh dòng. Thế em giật anh dòng thì anh giật. Em dòng. Ok. Thôi đi ăn ạ. Đi ăn đói lắm rồi. Anh em lại ra đổ mồi các bác ạ. Lại tiếp tục bôi vào. Lót hạt xà dù cả vào cho nhanh. Nhưng mà cái này cả cấu mà mục đích mà để cho cả tự nhiên ăn cái này là không ổn đâu nhá. Dù cả nhánh thôi. Còn cuốn ổ vẫn phải là cái này này. Hy vọng là chiều và đêm nay sẽ vào việc. Chào đi đâu đây? Lót xuống nè. Rồi. Đó, chưa phá luôn. Đấy, chuẩn đấy. Nhớ vợ như quân lắm luôn.
tình hình là ở cái điểm đánh của anh em mình đây thì có một cái gốc ngoài kia, ngoài cái bụng nó, cái gốc này rất là cao. Bây giờ anh em mình phải xử lý cái gốc này thì mới phang tiếp được. Cho con cái tình trạng mà đóng cả xong rồi chạy qua cái gốc này là không ép lại được. Mới mượn được vừa là xích với cáp đây thôi. Bây giờ xuống luôn. Đây này. Mang cáp xuống đi kéo cái gốc cây lên nhá. Anh Hào em đừng đến chuồng gà nha Hào phải. Chuồng gà? Chuồng gà có ngói. Đấy. Cái xưa. Hả? Ngói thật à? Ngói. Ô ngói thật đấy. Đừng đến chuồng gà nha Hào luôn ơi. Đây là cả ngôi làng mà. Này. Ô ngói thật. Đấy lật thêm nữa, để em lật thêm nữa, không tin nữa. Đây này. Đây anh giẫm trên nó này. Ui nhiều dã luôn. Đây như là cả chuồng ấy. Chuồng gà ấy. Chuồng gà hay nóc nhà gì á. Đây, để anh đá lên viên. Đây. Ui. Thật. Ta chơi đến cái cờ này gọi là hết nước hết cải luôn các bác. Phải nhổ gọc luôn mới đánh. Đấy, xuống xuống xuống. Vừa đuối. Vài thật. Trời ơi, rung cả mình luôn. Mắc vòng trên chắn rồi mà hẳn bo lên luôn này. Anh tìm máy lửa. Ôi. Anh cầm vào nó luôn hả? Đi rừng này các bác nhé. Đấy, đánh tự nhiên các bác này. Đi rừng này, hết sức nguy hiểm này. Đấy, nhìn con dép này. Máy này như không ai nằm nhá. Anh cầm vào tay nó luôn. Con ní nướng thơm lắm, y như kiểu gì nướng á. Nướng thì hẳn lại bóc được cái lớp vỏ đấy này. Có vẻ là ổn hơn là rán á. Thịt không à. Anh ăn thử không? Không. Làm nửa con. Không, anh không ăn đâu. Cho anh ăn. Khả năng là mấy mẹ đen lắm. Anh em mình làm một mâm xin các cụ đi, chứ toàn bong mới đứt mới nổ đấy thôi. Em chưa đánh trần nó đen như trần này. Cứ trần này là trần chạm nhiều nhất từ đợt em đánh chưa á. Mà cứ chạm là đứt là bong. Thôi anh em mình làm một mâm lễ xin các cụ nhé. Đi. Em vừa vào dân xin được con lợn. Họ bảo là họ quý anh Hào lắm nên tặng họ là cả con lợn. đi. Nhưng mà con này hối lắm. Tắm nó tắm gì. Ít cho nó. Ít no rồi, nó vừa ăn no rồi. Cái bê tắm nhá hẳn đích. Để bẹt nó. Ít vốt cho hẳn đứng rồi. Còn mất nô đang hoang. Râu ngồi xin. Gãi này, không biết tắm nhá hẳn. Không mà dẫy ấy. Là em với anh cũng tắm. Tắm cái sách xe hẳn á. Ấy con này nó còn có tóc chứ anh không có tóc để gội đầu rồi. Đấy, đây nó có tóc ấy. Tóc dài tóc mình. Đúng không? Sạch thơm phức luôn tối nay ngủ của anh nhá. Thơm giống mít. Thơm phức à.
em phải bơi thì bơi về hẳn đâu. Ờ, không thì bơi. Đi đi. Ý. Quá rồi. Đây, anh Hào đây, anh Hào chọc đây. Hào chọc đây. Anh Hào chọc đây. Đây đây. Đi đi. Ui, phải đây. Đi đi, đi đi. Đi đi. Đi đi. Ui trời, đi đi đi. hai anh em ngươi nửa con không ăn đủ rồi, ăn không hết đâu, phải ăn hết một lần rừng ngon nhỉ. Anh xin một quế già nó giòn chưa này. Chất lượng phết đi nhá. Đây là đủ chất thôi nè. Ăn xong lên nó đủ chất, nó đủ sức để kéo cá ra. Đừng có đồ là tài không có sức để kéo không nổi. Này, các bác nhìn ra. Đúng. Đây, mời các bác. Quá là chất lượng. Mềm lắm. Cái em nó cùng tích quay ra mấy cái ẩm thực không? Không có duyên. Chất lượng quá. Ngọt ha. Lần rừng ngọt các. Con thịt còn mềm, cảm rất là sướng mồm, đúng không? Ngoài đây thằng Nguyên Anh làm nhiều lần đi. Không có. Ngoài đây em không có, lên đây mới có. Mà cho mấy bột canh muối rừng này ngon rồi. Nó thơm. Ui dùng kìa. Ghê luôn. Ui, nó xuống, thở xuống, xuống mất tích luôn. Xa chân. Xuống mất tích luôn. Gây ghê, thôi xong cái ghê của tao. Trời đất. Xong mày xuống cụt. Ông quay đoạn thấy mày rồi. Mà cái sợi này cực nhỏ luôn. Sợi cực nhỏ, các bác em cho các bác xem sợi 6 chấm nó nhỏ tí. Này các bác này. Đây sợi 6 chấm này. Đấy quận em đang cầm trên tay là quận 6 chấm này, em quay cam sau cho các bác nhìn cho nó rõ hơn này. Solo với cả ma đảnh Linh 18 đứt đấy. Mà dù không đứt thì Linh 18 toang nhưng mà cái này không toang luôn. Dù không ảnh hưởng gì. Mà em đánh có sai số 5 thôi. Đây là quận số 6, cầm vào cho anh chủ hồ thôi. Đấy, em đang đánh sai số 5 thôi. Nhỏ hơn sai số 6 này nhiều. Đấy. Uy tín luôn. Làm con 4x gom rượu. Ủa dồi, fake. Không có con fake, quần này chưa có con fake đâu. Fake đâu mà nhánh thế. Ấy anh lúc nào chung Quang Trung, anh lúc nào chả có hậu, bố anh tiền hậu này. Anh quên với sai. Mất tích à? Mất tích. Hắn đúng đến cái giờ này nhá. Đúng đến cái giờ này luôn. Lo cái nói chuyện. Hôm qua đúng đến giờ này live stream là nó xuống bây giờ. Nó xuống mất tích à? Mất tích luôn. Đâu ôi,
có hết to mà ha, không có vô sâu ra ra mày ra vô nhấc lên con này sai hơn 10 cân rồi, bo lên 3 cân nhé. Ôi con này hơn 10 cân, ôi công luôn tân công công vừa làm gì thả thôi thả thôi sai này thả thôi. Lúa về rồi đó. Ơi đúng rồi sao chính xác quá hẳn đấy. Hai rít. Lại to dã man con. Thằng nữa, kéo đi khỏa máy ra anh, đừng tròn chanh nữa. Này, thắt thùng ai? Ví dụ thôi. Chọc bên phải anh, căng tay lên. Đấy. Hốt được. Lên kiểu lên đi. Ôi, thành công rồi. Ôi, em ơi thành công. Ôi đây đây chưa. Ôi anh quật như thế mà dám. Anh để rồi cho em. Anh cũng quay luôn. Anh để ở đó, anh để ở đó cho em. Quay luôn. Anh sẽ để đó. Ok chưa, anh bế lên nhá. Cho thẳng cái lươn ra tí này. Mạnh bật phát lươn. Chưa. Đây, mạnh tạo góc khác đi em, đừng ngồi một chỗ đấy. Bố đi mà, bố. Đây rồi hả? Đây rồi Hoa ơi. Hàng rồi. Hoa ơi. Hoa ơi. Anh không giữ nó đâu Hoa ơi. Hoa ơi. Hoa ơi. Anh không giữ nó đâu Hoa ơi. Đây, đây, đây. Đây anh lấy máy quay. Hàng rồi.
ăn cái chim khỏe. Hàng thôi. Hàng thôi. Đổ bao rồi? Bỏ lên đi em, bỏ lên đi. Người của em. Bỏ lên, bỏ mạnh vào, kéo nó vào cọc. Nhanh lên. Ô, nhưng mà phải đóng máy vào. Đóng cái khoang máy vào. Kì đóng cái khoang máy vào đây. Quay nhanh lên. Anh, tôi, tránh em ấy. Có đi khủng lắm. Không lên cũng mất mà. Không lên cũng mất. Rồi hàng rồi. Bật bật máu. Bật máu. Bật bật rồi. Bật bật ở tim nữa đây. Bật đây. Bật bật tận đen đây mà. Thu cán á. Tú bỏ cái điện thoại đi. Cần vào bên này là dây hoa rồi. Bắn người ra đi, anh tu rút gọn ra, rút gọn lại ra. Đúng rồi không? Bắn luôn đi. Rồi, vào biển thôi. Rồi, em ơi, vào biển nữa rồi. Ui, em ơi. Ui, bầu đích rồi, trời em ơi. Và muốn đấy rồi. Ôi, ôi, bao nhiêu ngày đêm chờ đợi. Ui, xì xì. Em ơi. Ôi cái con to nó hoa rồi. Thành công rồi. Dưng dưng hẳn lên đâu ấy. Cái mồm hả? Cái mồm mà ơi. Ôi à, trời. Ôi khủng lắm bù đích. À, chà. Có khe la mới làm nên lịch sử. Bảo cả khe la các bác nhá. Sau bao nhiêu trận đánh hụt đi. Đây là con khủng nhất ở khe la mà mình bắt được. Đi luôn, đi luôn đi.